Một ngày mới lại bắt đầu rồi. Hả? Trời sáng rồi, mình phải làm việc thôi. Tôi đến rồi đây. Hôm nay anh đến đúng giờ đấy nhỉ. La 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 la. Được rồi đó. Lên đường thôi. Ôi, đoạn đường này bị xình lầy hết rồi. Không sao, chắc là mình sẽ qua được thôi. Ôi, như bùn nhão quá. Bánh xe không thể di chuyển được nữa rồi. Phải làm sao bây giờ? Xui quá đi. Mình phải nghĩ cách đưa xe ra khỏi đây. Cách gì bây giờ nhỉ? Bánh xe dính nhiều bùn đất quá. Hay là mình thử đẩy xe xem sao. Cố lên nào. Không được rồi, nó nặng quá. Anh bạn, giúp tôi với. Xe tôi bị mắc kẹt dưới lớp bùn lầy không đi được. Được, để tôi dùng chiếc móc này kéo thử xem sao. Bắt đầu kéo nha. Hi-ya! Hi-ya! Có vẻ hiệu quả đấy. Hi-ya! Một chút nữa thôi. Chúng ta thành công rồi. Thật là may mắn. Cảm ơn anh rất nhiều. Không có gì đâu. Tạm biệt. Wow, hôm nay thật là tuyệt vời. Để xem tớ hay cậu đi nhanh hơn nhé. Tớ sẽ không thua cậu đâu. Ôi không, cả hai phải thi với nhau. Mà đã đi quá nhanh rồi. Kia đằng trước đang có một tảng đá rất to đó. Trời ơi, hai bạn xe của chúng ta đã xô vào tảng đá và bị văng đi rất xa. Cứu tôi với, có ai không giúp với? Hình như có tiếng người kêu cứu. Đi thôi nào. Cảnh sát, giúp tôi với. Ôi trời, đã có chuyện gì xảy ra thế này? Hãy đợi tôi một chút. Ồ, cảnh sát đang gọi điện cầu cứu sự hỗ trợ rồi kia. Chúng ta đi thôi nào. Vậy là bạn xe cậu đã có mặt để trợ giúp rồi. Wow, nhìn kìa, bạn xe con đang được kéo lên rồi. Tuyệt vời quá. Được rồi, giờ thì hạ xuống từ từ nào. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Không có gì. Có vẻ như bạn xe con đang nói với cảnh sát. Cứu cả bạn của mình nữa. À, bạn ấy đang kể lại toàn bộ sự việc cho cảnh sát nghe. Tôi hiểu rồi. Cứu tôi với. Có tiếng người kêu cứu. Có vẻ là ở đây rồi. Ôi, sao cậu ta lại có thể bay lên đó được vậy? Để tôi giúp cậu. Hả? Không được rồi. Wow, cảnh sát lại tiếp tục gọi điện nhờ đến sự trợ giúp của máy bay trực thăng kia. Tôi đến rồi đây. Nhìn kia, máy bay đang đưa bạn xe địa hình xuống đất kia.
xuống an toàn rồi. Cảm ơn mọi người nhé. Không có gì. Ôi, tại sao khủng long lại xuất hiện ở đây chứ? Ôi không. Tại công trường, các bạn trẻ vẫn đang làm việc hăng say kìa. Ôi không, con khủng long lại xuất hiện nữa rồi. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Ôi, con khủng long đang nổi cơn thịnh nộ và muốn hút đổ xe buýt kia. Nó đang tiếp tục tiến đến chiếc xe tải bên cạnh đó. Trời ơi, nó lại đang nhảy lên và muốn kéo đổ chiếc xe. Vậy là con khủng long đã tàn phá hết công trường rồi. Alo, tôi cần sự giúp đỡ của bạn ở công trường xây dựng. Đến nơi rồi. Thật may, chiếc xe cẩu đang cố gắng giúp những xe khác trở lại vị trí của mình. Cảm ơn xe cẩu nhiều nhé. Không có gì. Mọi người hãy cẩn thận nhé. Mình nhớ rồi. Bây giờ chúng ta tiếp tục công việc thôi. Vậy là chúng ta đã đào xong chiếc hố này rồi. Vậy mình đi đây. Ôi, lại là con khủng long đó kìa. Ôi không, nó đang đe dọa mặt Queen. Mình cần nghĩ cách cứu cậu ấy. Hey, hey, hey. Dám phá chuyện tốt của ta sao? Đi đi, để đi bắt ta đi. Cảm ơn bạn xe cảnh sát nha. Khủng long vẫn đang đuổi xếp bằng xe cảnh sát quá. Phải làm cách nào bây giờ? Wow, nhìn kìa, bạn ấy đang phi qua chiếc hố ban nãy. Còn con khủng long đã bị ngã xuống hố rồi này. Thả ta ra. Hãy lắp nó đi. Được. Vậy là các bạn xe công trường bắt đầu đổ đầy cát xuống hố đất. Mau thả ta ra. Hãy đợi đây. Tiếp tục lấp đầy hố thôi nào. Làm ơn thả ta ra. Ta biết sai rồi. Làm điều xấu sẽ bị trừng phạt. Mình đi đâu thế bố ơi? Chúng ta đang đi công viên. Khoan đã. Ở đây có một chiếc hang động thật to. Bên trong tối quá. Có cả tiếng gầm gừ phát ra từ bên trong nữa. À, thôi không bố ơi. Có ai không? Mau bắt cậu nhóc đó lại nào. Trời đất ơi, hóa ra đây chính là hang ổ của xe quái thú. Định chạy đi đâu hả? Hello nhóc con. Ôi không, mình bị bao vây rồi. Đại ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bắt lấy nó cho ta. Bất kỳ ai đi qua đây đều không thoát được bọn ta đâu. Tôi đang sợ quá. Hãy tha cho tôi, tha cho tôi. Ui da. Ui, chuyện gì xảy ra thế này? Ui da. Sao chúng ta lại đâm vào nhau thế này? Thằng bé đó đâu rồi? May quá, mình phải tìm cách cứu bố thôi. Chú cảnh sát ơi, bố cháu đang bị một nhóm xe quái thú bắt giữ. Chú cứu bố cháu với hả? Mau dẫn chú đến đó. Dừng lại. Ui da. Đỡ lấy này. Ôi không, bánh xe của tôi. Đau quá. Đừng, đừng bắn nữa. Cảnh sát lợi hại quá. Không ổn rồi, chúng ta chạy mau. Nhanh lên, nhanh lên. Đứng lại, đừng có chạy. Các người hãy đầu hàng đi. Hãy tha cho tôi, tha cho tôi. Ôi, ôi cha. Vậy
Vậy là biệt đội xe quái thú đã bị hạ gục hết rồi. Sao Master bố đã được giải cứu? Cảm ơn chú cảnh sát rất nhiều. Bố có sao không ạ? Bố không sao, con trai bố dũng cảm lắm.